Bạn có nghe về năm bé hình học chưa? Các bé ấy rất nghịch ngợm. Năm bé hình học trên giường nhảy lon ton, hình vuông lăn và đập vào đầu. Cảm giác đó cho và bác sĩ là bé vuông trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé hình học trên giường nhảy lon ton, tam giác ngã lăn và đập vào đầu. Hình sau gói cho và bác sĩ là tam giác trên giường không được nhảy lon ton. Ba bé hình học trên giường nhảy lon ton, hình sao ngã lăn và đập vào đầu. Hình ô vân gói cho và bác sĩ là ngôi sao trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé hình học trên giường nhảy lon ton, ô vân ngã lăn và đập vào đầu. Tròn xe gói cho và bác sĩ là ô vân trên giường không được nhảy lon ton. Một bé hình học trên giường nhảy lon ton, tròn xoay ngã lăn và đập vào đầu. Hình vuông gói cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Và tất cả các em bé hình học đã đi ngủ rồi. Tạm biệt. Ôi, cuối tuần rồi, một kỳ nghỉ, tôi sẽ có niềm vui cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Hôm nay là một ngày tôi được đi chơi. Hãy để tôi rời xa những cú sốc, gặp bạn bè của tôi, chơi trong ánh nắng mặt trời, uống nước chanh và có nhiều niềm vui. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Thứ hai đến thứ sáu tôi phải đi học, làm tất cả bài tập về nhà, dính vào các quy tắc. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, tôi có thể thư giãn, đi chơi với bố mẹ và có hàng tấn thức ăn nhẹ. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Chào các em, các em có muốn gặp cô Polly và búp bê của cô ấy cùng với xe lửa Bob không?
Một bé búp bê của cô Polly bệnh rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ vội vội. Và bác sĩ đến với tuổi to và cây mù. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thạt thạt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Polly hay đặt búp bê xuống đó, rồi viết lên giấy cho một viên thuốc hộp uống, sáng mai sẽ quay lại và khám một lần nữa. Búp bê đã được Polly chăm sóc và yêu thật nhiều. Cô đắp trên chăn và giữ búp bê thật ấm. Buổi sáng bác sĩ đến thăm cho và nở nụ cười. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Mọi thứ đã trở lại tốt đẹp phải không? Cô Polly yêu búp bê của cô ấy rất nhiều. Chào, tôi là Bob. Tôi biết một bài hát nhỏ vui vẻ về tất cả các ngữ âm. Hãy để tôi giúp bạn tìm hiểu những ngữ âm. Ta bắt đầu nào. A là cho apple, a apple. A là cho around, around. A là cho a apple. A là cho around. B là cho bone, pop pop bone. B cho balloon, pop pop balloon. B là cho bo 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 bone. B là cho bo 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 balloon. C là cho car, car car car. C là cho cloud, car car cloud. C là cho khờ 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 cloud. C là cho khờ 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 car. D là cho đo, được được đo. D là cho đo, được được đo. D là cho đo 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 đo. D là cho đo 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 đo. E là cho egg, e e egg. E là cho earth, e e earth. E là cho eggs. E là cho earth. F là cho fan, f f fan. F là cho flower, f flower. F là cho phở 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 fan. F là cho phở 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 flower. G là cho green, good good green. G là cho grass, good good grass. G là cho good 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 green. G là cho good 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 grass. H là cho hurt, h h hurt. H là cho hat, h h hat. H là cho h h h h hurt. A là cho h h h h hat. I là cho I dream, I dream. I là cho iron, iron. I là cho I ice cream. I là cho I iron. J là cho cha, chuk chuk cha. J là cho chuột, chuk chuk chuột.
J là cho chờ 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 chờ. J là cho chờ 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 chờ. K là cho kettle. K là cho kettle. K là cho kettle. K là cho kettle. L là cho ladder, ladder. L là cho lem, lem. L là cho ladder. L là cho lem. M là cho mèo bọc, mèo bọc. M là cho moon, moon. Là cho mờ mèo box. Em là cho mờ moon. Em là cho nail, nail. Em là cho knife, knife. Em là cho nail. Em là cho knife. O là cho orange, orange. O là cho oval, oval. O là cho orange. O là cho oval. P là cho penny, penny. P là cho pearl, pearl. P là cho penny. P là cho pear. Q là cho quack. Q là cho question mark. Question mark. Q là cho quack. Q là cho question mark. R là cho red. Red. R là cho rocket. Rocket. R là cho red. R là cho rocket. S là cho sun. Sun. S là cho sunflower. Sunflower. Là cho sun. S là cho sunflower. T là cho tomato. Tomato. T là cho tractor. Tractor. T là cho tomato. T là cho tractor. U là cho umbrella. Umbrella. U là cho unicycle. Unicycle. U là cho umbrella. U là cho unicycle. V là cho vase. Vase. V là cho violet. Violet. V là cho vase. V là cho violet. W là cho white. White. W là cho watermelon. Watermelon. W là cho white. W là cho watermelon. X là cho xylophone. Xylophone. X là cho Xbox. Xbox. X là cho xylophone. X là cho Xbox. Y là cho yellow. Yellow. Y là cho yogurt. Yogurt. Y là cho yellow. Y là cho yogurt. Z
gì là trò zero, giấc giấc zero. Gì là trò zebra, giấc giấc zebra. Gì là trò zero. Gì là trò zebra. Bạn có vui khi học ngữ âm không? Này các em, hãy trở thành những người khác nhau ngay hôm nay. Rung vơi lên hay làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Trái phải ta hay làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Ra vơi đi vào làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Sức khỏe tốt rồi, thật rồi, bác sĩ tốt đó nha. Bắt những tên trộm, trộm đồ, giống một chú cảnh sát đi. Trước tiên ta phải chạy tìm, giống như chú cảnh sát kia. Hãy khóa chúng lại thật chặt, giống một chú cảnh sát đi. Bắt dính tên trộm thật rồi, ôi thật tốt cảnh sát ơi. Nước ra ngoài thật sạch, giống thợ sửa ống nước đi. Ống nước sạch rồi, thật sạch, giống thợ sửa ống nước nha. Ống nước tiếp tục làm sạch, giống thợ sửa ống nước đi. Tất cả thật tuyệt, tuyệt vời, anh thợ sửa ống nước hay. Bác nông dân giúp chúng phát triển thật mạnh, giống như một bác nông dân. Đến lúc thu hoạch vụ mùa, giống như một bác nông dân. Rất tốt công việc bạn làm, ôi thật tốt bác nông dân. Của chúng ta trông đi món salad, salad giống đầu bếp xuất sắc nha. Nấu những món ăn tuyệt vời, giống đầu bếp của chúng ta. Chẳng để thứ gì bừa bộn, giống đầu bếp xuất sắc nha. Hành
gia của chúng ta bay đến sao trời xa xôi. Vì hành gia giống như ông, tất cả chúng mình trở về. Vì hành gia giỏi ghê ta. Má lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Chào các em, gặp bạn của anh nhé, ngài xe buýt. Chào Bob, sao bạn không tham gia cùng tôi trên đường đến trường? Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, xoay xoay tròn, xoay xoay tròn. Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, đi về trường thôi. Nhìn kìa Bob, họ đang gieo hạt ở đằng kia. Này những hàng cây cối xanh màu, nó xanh màu, nó xanh màu. Này những hàng cây cối xanh màu, đi về trường thôi. Ở đó có Polly đang giúp cụ Herbert. Dìu bà Herbert đi tới con đường, tới con đường, tới con đường. Dìu bà Herbert đi tới con đường, đi về trường thôi. Thật tuyệt phải không? Mọi người giúp đỡ dọn dẹp công viên. Hãy giữ sạch sẽ thị trấn của mình, rất ư sạch, rất ư sạch. Hãy giữ thật sạch thị trấn của mình, đi về trường thôi. Những việc làm tốt khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, chúng ta cười, chúng ta cười. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, đi về trường thôi. Vui phải không? Hẹn gặp lại lần sau. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thứ sáu và thứ bảy.
sáu và thứ bảy là những ngày trong một tuần đây, là những ngày trong một tuần đây, là những ngày trong một tuần đây, tất cả các hôm trong một tuần là những ngày trong một tuần đây, là những ngày trong một tuần đây, là những ngày trong một tuần đây, tất cả các hôm trong một tuần. Chào các bạn nhỏ, rất vui khi ta có những người bạn tốt nhất, mặc dù thỉnh thoảng họ có thể hơi khó chịu. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Có thể lấy món ăn từ hộp cơm bạn, mừng tất cả trò chơi từ Xbox bạn. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi, khiến bạn gặp rắc rối với giáo viên bạn. Tư vấn không mong muốn như người giảng đạo. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, anh ta phá vỡ xe đổ lỗi bạn. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi, khi đang ăn pizza bánh tỏ anh dành cho rất ít cà chua soda format. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Này các em, hãy cùng gặp chú chồng nghịch ngợm với xe lửa Bob. Nhìn xung quanh các bụi cây dâu tầm bằng khi đuổi theo chú chồng và khi nghĩ tới niềm vui quanh mình. Cô đuổi theo con chồng, một xu cho một ông sơi, chỉ một xu cho này kim khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồng. Timmy hơi ho chút thôi mà, và Timmy đang bị sởi nè. Chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Cô đuổi theo con chồn. Nước cân gạo có hai xu à, nước cân mật mía ngon tuyệt, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồn.
Và mời tôi khi tôi ra ngoài bàn, khi ở trên cái bàn nhặt một cây và ném nó đi. Cô đuổi theo con trộm, không qua cửa xuống con đường, trông ra ngoài giống như đai vàng, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con trộm. Mẹ dạy tôi cách sâu kim nè và phải làm sao để mai đồ. Và mỗi khi ngón tay tôi trượt, cô đuổi theo con trộm. Có thể thử vá mai thiếu thùa, không bao giờ chúng ta mai đẹp. Vì thế hãy cuồng nó lên đi nào, cô đuổi theo con trộm. Bạn có thấy vui không? Sớm trở lại với nhiều niềm vui. Chào các em, hãy đi gặp những chú khỉ con vui nhộn cùng với xe lửa bắp. Năm chú khỉ con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú khi con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đâm vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú khi con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú khi con trên tường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Vui vẻ không nào? Hẹn sớm gặp lại. Này các em, hãy nhảy điệu Boshi Boshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nhảy lên lên lên, nhảy lên lên lên, và mệt mỏi thì ta nói nhảy Boshi Boshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Boshi. Nhảy lên lên lên, nhảy lên lên lên, và mệt mỏi thì ta nói nhảy Boshi Boshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Boshi. Nào đi ra sau, nào đi ra sau, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nào đi lên trước, nào đi lên trước, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Nào đi ra sau, nào đi ra sau, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Boshi. Này các em, đến giờ đi tắm rồi.
tâm nào các em. Nhưng em ước rồi sao? Và em sạch sẽ hơn. Nhưng em mới vừa tắm ngày hôm qua. Chúng mình phải tắm mỗi ngày bạn ơi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Hãy cùng gưa tay. Chẳng có cục xà bông. Điều đó chẳng có sao. Và ta có nước nhiều ở đây không? Sẽ nhiều cho ta sạch sẽ ngày nay. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Gội đầu chúng ta. Chúng em muốn tóc được khô. Ô rồi sẽ khô. Lấy một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Chà chà đi thôi mình sẽ sạch hơn. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Bạn có thấy vui không? Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha. Hãy nhìn những chú chim nhỏ dễ thương đó kìa. Chú chim nhỏ dễ thương đâu trên tường đó. Chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul. Trở về Peter, trở về Paul. Chú chim nhỏ dễ thương đầu trên tường đó. Chú tên cha, chú tên Lily. Bay đi Chuck, bay đi Lily. Trở về Chuck à, trở về Lily. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó. Chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul. Trở về Peter, trở về Paul. Hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi.
Mưa ơi hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Chín, chín, có chín bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Tám, tám, có tám bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bảy, bảy, có bảy bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Sáu, sáu, có sáu bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Năm, năm, có năm bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bốn, bốn, có bốn bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ba, ba, có ba bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Hai, hai, có hai bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Một, một, có một bạn trên giường và bạn lại la to. Chúc ngủ ngon. Này các em, các em có nghe nói về con gấu đi leo núi không? Chú gấu lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây, anh ấy có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi, tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của ngọn núi đó, ở phía bên kia của ngọn núi nè, ở phía bên kia của ngọn núi đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy ngọn núi ở đây, anh thấy ngọn núi ở đây. Lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây, anh có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi, tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của con suối đó, ở phía bên kia của con suối nè, ở phía bên kia của con suối đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy con suối ở đây, anh thấy con suối ở đây. Chú
gấu lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh nhìn và thấy thứ chi?